Top 10 loại gỗ cứng nhất thế giới. Yếu tố quyết định giá trị của một loại gỗ tự nhiên chính là độ cứng. Gỗ tự nhiên thì bản chất càng cứng chắc càng có giá trị cao và được nhiều người ưa chuộng. Nếu với sàn gỗ công nghiệp thì độ cứng được đo bằng tiêu chuẩn chịu lực IC, thì với gỗ tự nhiên thì đo bằng cách nào? Có một thang đo riêng dành cho các loại gỗ tự nhiên và người ta gọi đó là thang đo Zanka. Thang thiết mạng Zanka hay còn gọi là thang đo độ cứng sàn gỗ tự nhiên. Zanka là một biểu đồ biểu thị mức độ chịu lực của gỗ tự nhiên. Kết quả khi đo được từ các phép thử thì sẽ được đối chiếu với thang đo này và cho ra kết quả về chỉ số độ cứng của gỗ. Dưới đây là 10 loại gỗ có độ cứng lớn nhất thế giới được đo bằng than Zanka. Xếp ở vị trí thứ 10 là gỗ Catalog. Gỗ Catalog thì phân bố ở Nam Mexico, Trung Mỹ và Bắc Nam Mỹ. Loại gỗ này thì có đặc tính đặc biệt và là một trong những loại gỗ rất cứng và mạnh nhất thế giới. Màu tối của nó thì làm cho nó trở thành một loại thay thế phổ biến cho gỗ mun và đôi khi được gọi là gỗ hoàng gia Mexico. Mặc dù nó không phải là một loại gỗ mun thực sự. Về màu sắc thì là có màu nâu đỏ sẫm đến gần như đen, đôi khi là có màu tím. Độ cứng thì là vào khoảng 3600 IBF. Xếp ở vị trí thứ 9 là gỗ lim đen. Trong số các loại gỗ nặng nhất trên thế giới thì gỗ lim đen được tìm thấy ở miền Nam Florida, khiến nó trở thành loại gỗ nặng nhất ở Hoa Kỳ. Hiện nay thì gỗ lim đen được phân bố chủ yếu ở Nam Florida, Caribe và Trung Mỹ. Về màu sắc thì gỗ có màu đỏ, cam, violet và nâu. Nhựa gỗ thì là màu trắng, vàng nhạt và được phân chia rõ ràng từ tâm gỗ. Độ cứng là 3660 IBF. Vị trí thứ 8, gỗ đen châu Phi. Gỗ đen châu Phi thì được coi là một trong những loại gỗ cứng nhất và dày đặc nhất trên thế giới. Để được coi là gỗ mun nguyên bản thì gỗ đen châu Phi đã được nhập khẩu và sử dụng ở Ai Cập cổ đại từ hàng ngàn năm trước. Ngoài ra thì gỗ đen châu Phi về mặt kỹ thuật thuộc chi Joshua, có tính ổn định hơn và có khả năng chống chuyển động và cong vênh hơn các loại gỗ mun khác. Vị trí số 7, gỗ lạc đà. Gỗ lạc đà hay còn gọi là gỗ hươu cao cổ, phân bố ở Nam Phi. Trước đây thì gỗ lạc đà được đặt trong chi A, Europa, nhưng vào những năm 2000 thì chi lớn được chia thành 5 chi riêng biệt nên hầu hết các loài châu Phi được phân loại thành chi Vechilia hoặc là Senegia. Về màu sắc thì gỗ có màu nâu đỏ sẫm, gỗ xưa thì có màu vàng, kết cấu vừa phải. Độ cứng thì là 3680 IBF. Vị trí thứ 6, gỗ Vera. Gỗ Vera thì có ngoại hình và đặc điểm rất giống với gỗ Linum Via, đôi khi còn được gọi là Linum Via của Angadia. Gỗ Vera được phân bố sinh học thuộc họ Zotophia, phân bố ở Trung Mỹ và Bắc Nam Mỹ. Loại gỗ này thì rất cứng, nặng, nhiều dầu, có hoa văn hạt và có lông với màu ô liu rõ rệt. Về màu sắc thì là màu ô liu vàng nhạt đến màu xanh lá cây, sâu hơn hoặc màu nâu sẫm đến gần như màu đen. Màu sắc thì có xu hướng tối dần theo tuổi, đặc biệt là khi tiếp xúc với ánh sáng. Độ cứng là 3710 IBF. Vị trí thứ 5, gỗ rắn. Lý do gọi là gỗ rắn vì các đốm trên thân gỗ có sự tương đồng với da của một con rắn. Gỗ rắn thì được phân bố ở các vùng ven biển phía bông bắc Nam Mỹ. Ngoài hình dáng sặc sỡ, gỗ rắn thì cũng là một trong những loài cây dày đặc và cứng nhất trong tất cả các loại sàn gỗ trên thế giới. Màu sắc thì thường có màu đỏ nâu với các mảng màu nâu hoặc là đen tương phản. Màu sắc thì có xu hướng tối và đồng nhất với tuổi của cây. Kết cấu thì là kết cấu tốt, dày đặc, độ bóng tự nhiên cao, độ cứng là 3800 IBF. Vị trí thứ 4, gỗ Gitche. Gỗ Gitche thì tên khoa học là Axial Cambate. Nó phát triển ở vùng hẻo lánh khô cằn của Queensland và vịnh lãnh thổ phía Bắc. Gitche là một loại gỗ gầy đặc, nặng khoảng 1300 kg trên mỗi mét khối. Chiều cao thì từ 6 đến 10 mét, đường kính thì xấp xỉ 1 mét. Về màu sắc thì có màu nâu đỏ, trung bình đến nâu sẫm. Độ cứng thì vào khoảng 4270 IBF. Vị trí thứ 3, gỗ Linum Vio. Linum Vio hầu hết được coi là loại gỗ nặng nhất và cứng nhất trên thế giới. Tên Linum Vio là tiếng Latin, có nghĩa là cây sự sống hay là gỗ của sự sống. Gỗ Linum Vio được phân bố ở Trung Mỹ và Bắc Nam Mỹ. Gỗ Linum Vio thì được sử dụng cho vòng bi trục, chân vịt trên tàu và dầu tự nhiên của nó thì cung cấp khả năng bôi trơn, giúp gỗ có khả năng chống mài mòn tuyệt vời. Màu sắc của gỗ thì có màu ô liu đến màu nâu xanh đậm đến là gần như đen, đôi khi là có màu đỏ. Màu sắc thì có xu hướng tối dần theo tuổi, đặc biệt là khi tiếp xúc với ánh sáng. Kết cấu thì là gỗ có kết cấu tốt, gỗ trần thì có thể đánh bóng đến độ mịn, rất mịn do hàm lượng dầu tự nhiên cao. Độ cứng thì vào khoảng 4390 IBF. Giá cả của Linum Vio thì được bán bằng đồng bảng Anh. Và vì đây là loại gỗ nặng nhất trên thế giới thì điều này cũng khiến nó có giá thành cao. Loại gỗ này hiện nay đang nằm trong danh sách sách đỏ của IUCN. Nó được liệt kê là có nguy cơ tuyệt chủng vì số lượng bị giảm nghiêm trọng. Vị trí thứ 2, gỗ Crabble. Gỗ Crabble của Tây Ban Nha có nghĩa đen là máy cắt rìu. Crabble là loại gỗ thuộc chi Stromchip, thuộc loại nặng nhất và cứng nhất trên thế giới. Crabble được phân bố ở các rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Crabble được khai thác rất nhiều vào những năm 1800 để sử dụng trong thuộc da.
tâm gỗ thì giàu tannin lên đến 20-30%, được cắt thành các mảnh nhỏ, sau đó thì các tannin được chiết xuất. Màu sắc thì có màu nâu nhạt đến trung bình, đôi khi là có các vệt đen sẫm màu hơn. Kết cấu gỗ thì mịn, đồng thời thì độ bóng tự nhiên cao, có độ bền rất cao, có khả năng chống lại sự tấn công của côn trùng, làm khô chậm và có xu hướng nứt và cong vênh khi sấy. Độ cứng thì vào 4570 IPF. Vị trí thứ nhất, vị trí quán quân thuộc về gỗ Teak hay còn gọi là gỗ giá tị. Gỗ Teak hay là gỗ có tên khoa học là Tenia Candida. Gỗ Teak thì có thứ gỗ mềm nhưng thuộc dòng gỗ cứng, được sử dụng trong thiết kế nội thất, thi công sàn gỗ trong nhà. Sàn gỗ Teak ứng dụng trong thi công sàn gỗ thì có hai loại là sàn gỗ Teak Maya và sàn gỗ Teak Lào. Cả hai loại này thì được xem là một trong những sàn gỗ ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Màu sắc thì màu vàng sẫm hoặc là có màu ngả nâu khá sang trọng. Về độ bền thì là rất bền, chống mối mọt, mặc dù dễ bị côn trùng tấn công hơn các loại gỗ trên. Độ cứng thì vào khoảng 4740 IPF. Về mùi hương thì là mùi thơm da như thuộc khi xẻ tươi. Trên đây là tổng hợp 10 loại gỗ cứng nhất thế giới. Chắc hẳn qua video clip này của chúng tôi thì bạn đã có thêm kiến thức về các loại gỗ và những đặc điểm tính chất của chúng. Nếu bạn quan tâm và yêu mến kênh thì đừng quên bấm đăng ký để nhận thêm nhiều video bổ ích từ kênh.